Các bạn sẽ xem cách giải thích, cách phân tích qua hình map này có những chi tiết chính gì và cần phải viết detail về, cần phải mention những cái detail gì trong bài map này, trong clip này trước nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái phần viết chi tiết của phần body 1 như thế nào. Bây giờ mình sẽ nhận xét tập trung về cái sự thay đổi của roundabout trước, vì đấy là một sự thay đổi đáng kể này. Sau đó sẽ nhắc luôn đến cái sự thay đổi về supermarket là như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ nhận xét gì nhỉ? Currently là hiện tại, bây giờ mình miêu tả về hiện tại trước đã, xong câu tiếp theo mình sẽ nói về sự thay đổi nó trong tương lai như thế nào. Currently này thì người ta có một cái dấu gạch ngang và người ta nói là frequent accident đúng không ạ? Tức là thường xuyên xảy ra tai nạn. Thì bây giờ mình sẽ diễn đạt một cái ý, đó là tai nạn thường xuyên xảy ra ở cái ngã tư của City Road và Forest Road. Đó, mình sẽ nói như thế nào? Accident thường xuyên xảy ra. Accident xảy ra thì dùng được động từ gì ạ? Occur đúng không ạ? Occur. Chúng ta dùng luôn trạng từ của họ, frequently. Frequently, ở ngã tư của hai đường thì chúng ta có một cụm từ như sau, đó là at the. Các bạn có biết từ section không, là các phần đúng không? Intersection chính là các phần nó cắt nhau á. Thì mình có at the intersection of A and B nhá. Of City Road and Forest Road. Đó, thì làm sao? Thì trong tương lai thì người ta sẽ xây một cái roundabout mới đúng không? Hoặc mình có thể diễn ra là trong tương lai thì là giao thông nó sẽ được điều hướng tốt hơn nhờ có một cái roundabout mới. Thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Traffic will be, điều hướng thì chúng ta có từ này, diverted. Giao thông được điều hướng kiểu như là tiện hơn đấy, chuẩn chỉnh hơn đấy. Mình dùng một cái từ khá là kiểu như magic ở đây nhé, tức là more efficiently, tức là nó sẽ tốt hơn. Thay vì các bạn nói là better, will be diverted better, hãy dùng từ này more efficiently, là hiệu quả hơn nhờ cái gì đúng không? Thanks to a new, thanks to việc xuất hiện của một cái roundabout. Thì ở trên này chúng ta đã dùng từ là addition này rồi, hoặc là introduction rồi. Thế thì bây giờ mình có thể nói là to the việc xây một cái gì đó mới. Xây thì có động từ gì các bạn? Build hoặc là construct đúng không? Thì bây giờ mình dùng cái danh từ của construct là construction nhá. The construction of a new roundabout there. Đó, vậy là mình đã nhắc xong cái, phân tích xong cái sự thay đổi của cái này và cái roundabout này. Bây giờ mình sẽ nhắc luôn đến sự thay đổi về supermarket nhá. Thì mình có cái gì nhỉ? Mình sẽ miêu tả hiện tại thì supermarket được vào như thế nào. Thì để vào được cái supermarket thì để từ vào dùng động từ gì nhỉ? To access the supermarket. Khách hàng sẽ phải sử dụng City Road đúng không nhỉ? Customer have to use the City Road. Have to use the City Road. Một cái đường nhỏ dẫn, hoặc là phải sử dụng cái City Road này, và có một cái đường nhỏ đúng không? Và cái chỗ này thì nó rất là hay xảy ra tai nạn, thì chúng ta sẽ có have to use the City Road, a small path from the City Road. Và cái path này thì nó rất là hay xảy ra tai nạn, thì chúng ta sẽ dùng là where. Thường là có rất là nhiều tai nạn, chúng ta dùng đơn giản là there are many. Tai nạn là gì nhỉ? Ngoài từ accident ra thì tai nạn ô tô là gì các bạn? Ô tô đụng nhau, ô tô va chạm nhau thì mình có những từ như là car crashes hoặc là collision đúng không? Car crashes or car collision. Đó, một trong hai từ này. Có rất nhiều ô tô va chạm này. Thế thì bây giờ mình sẽ nói luôn đến sự thay đổi của tương lai của nó trong tương lai là như thế nào. A small road. Tức là chúng ta thấy có một cái đường nhỏ ở đây đúng không? Chính vì thế mà sẽ có một cái đường nhỏ nối ngay từ roundabout đến supermarket. Thì chúng ta có thể dùng từ therefore. Đó, tức là chính vì đó thì cái từ therefore này có thể đặt sau ngay chủ ngữ nhé, để cho câu của chúng ta nó xịn hơn. A small road, therefore, làm sao nhỉ? Sẽ được đưa thêm vào, thì chúng ta có thể will be added cho phép người mua sắm có thể lái xe từ roundabout đến thẳng supermarket luôn. Thì cho phép ai đó làm gì thì mình có cụm từ là allow somebody to do something đúng không ạ? To allow ai nhỉ? Ngoài ở trên này chúng ta đã dùng từ customer rồi, dưới này chúng ta có thể dùng từ người đi mua sắm là
shoppers to drive. Lái xe trực tiếp từ cái roundabout. Drive from the roundabout. Trực tiếp đến đâu? Directly to the supermarket. Ok, đó thì chúng ta đã xong một cái body 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần body 2 như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ nhận xét đến cái score và cái ngã tư, ngã ba ở dưới này nhá. Để đến được cái score này thì học sinh nó phải đi qua cái khu ngã tư này đúng không ạ? Thì hoặc là mọi người phải đi qua cái ngã tư này. Thì bây giờ mình sẽ nói là to reach the score, people have to. Các bạn nhớ là đây là hiện tại đúng không? Thì mình sẽ phải chia về thì hiện tại đơn nhá. People have to lái qua cái ngã tư gì đó. Drive, lái qua thì là drive through something đúng không? Chúng ta ở trên này đã sử dụng từ intersection giữa hai đường này rồi. Thì bây giờ các bạn có thể sử dụng một từ khác là từ the junction of A and B. Junction of City Road and Low Lane. Và cái việc này thì cũng làm sao rất hay xảy ra tai nạn đúng không? Which causes many traffic va chạm giao thông. Traffic collision. Ở trên các bạn đã học từ này rồi đúng không? Trên các bạn dùng car crashes, ở dưới các bạn có thể dùng traffic collisions. Đó, thì bây giờ mình lại nói luôn đến trong tương lai thì cái việc gì sẽ xảy ra này. Thì mình sẽ nói là cái gì nhỉ? Cái bản mẫu, bản thiết kế trong tương lai nó sẽ vẽ cái gì? Thì mình nói là the proposed plan shows. Các bạn chỉ cần shows thôi. Và show nó cộng luôn với cái sự thay đổi của nó là shows that. Thể hiện ra là sẽ có bốn cái đèn đỏ nó sẽ lắp ở các khu vực, ở các cái góc của cái intersection này đúng không ạ? Show that four new traffic lines will be trên này chúng ta đã dùng từ installation là danh từ. Bây giờ các bạn thì dùng bị động, động từ của nó là installed. Đấy, sẽ được lắp đặt ở các cái góc này around this junction. Đúng không ạ? Đấy, thế là mình đã xong cái góc này rồi nhá. Xong bây giờ mình sẽ nói và một cái thay đổi nữa là cái gì, là city road thì nó sẽ ngoài là cái tường zig zag như thế này thì nó sẽ biến thành một đường mờ thẳng. And city road will be nó sẽ chuyển từ đường zigzag sang đường gì? Thì chuyển từ cái gì sang cái gì? Các bạn sẽ dùng động từ là convert hoặc là transform. Được chưa nhỉ? Will be converted from something to something. From a đường zigzag thì đơn giản là dùng zigzag thôi. Zigzag road to from something into something. Into a straight road that. Nó sẽ trở thành một đường thẳng. Và cái đường thẳng này nó sẽ làm sao? Đi qua cái roundabout này đúng không? Thì mình sẽ nói là that goes through the new roundabout. Nhớ là dùng new nhé, bởi vì cái roundabout này là cái hình hiện tại không có. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nhắc đến cái cuối cùng. Đấy chính là sự thay đổi của Low Lane, ở chỗ Low Lane và Forest Road. Finally, đấy, cuối cùng thì làm sao này? Để ngăn chặn hoặc là để hạn chế tai nạn xảy ra ở khu ngã ba này đúng không? To prevent accident ở khu nào? Thì các bạn nói luôn ra. Prevent accident at the junction of City Road and Low Lane. Thì việc gì sẽ xảy ra? Oh sorry, đây là Low Lane và Forest Road nhá. And Low Lane này thì họ sẽ làm gì nhỉ? Thì cái junction này trong tương lai, như cô đã nói là cái hình vẽ này nó chưa chính xác. Học sinh về đi thi thật về, các bạn đã phản ánh là cái chỗ này nó sẽ phải là kiểu như là nó cắt luôn, nó không cắt đường Forest Road nữa, nó cắt ngắn đường Low Lane đi và hai đường này không chạm nhau nữa, tức là không còn ngã ba nữa. Thì chúng ta sẽ nói là cái this junction will be no longer present, hoặc các bạn dùng là will disappear, là nó sẽ biến mất. Vì sao? Nó sẽ biến mất vì là cái đường Low Lane này nó sẽ được cắt ngắn đi, nó sẽ được rút gọn, rút ngắn lại. Thì mình có thể là as
slow lane, đường mà rút ngắn lại thì nó sẽ dùng từ gì các bạn? Will be short gì nhỉ? Shorten đúng không? Đó. Vậy là chúng ta sẽ xong một bài map khó nhá. Vậy khi các bạn cứ phải tổng hợp những cái đặc điểm xảy những cái feature chính xảy ra ở đây là gì và phải cố gắng mention tất cả những cái sự thay đổi liên quan đến như kiểu là liên quan đến cái topic của đề bài thì chính là giảm tai nạn ở đây. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Các bạn có thể xem thêm các clip mà mình hướng dẫn về 4 kỹ năng khác trong IELTS. Và có thể nếu bạn nào muốn hướng tới target từ 6.0 đến 8.0 IELTS, có thể tham khảo các khóa IELTS online của mình nhé. Ok, thank you so much and see you soon in another video.